Thưa quý vị, ấp Dùng Cát, xã Phú Tâm có một diện mạo nông thôn mới rất tiêu biểu, cùng với chủ trương đầu tư phát triển vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ đã làm thay đổi về đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Với sự đóng góp từ các đoàn thể, trong đó không thể thiếu các cựu chiến binh, với nhiều công việc như là vận động bà con làm cỏ, trồng hoa, làm hàng rào, thắp sáng đường quê, đã góp phần giúp cho nông thôn mới thêm bừng sức sống. Ấp Dòng Cát, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành là địa bàn xa, dùng kháng chiến cũ, nên được đầu tư hoàn thiện các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở. Vượt qua nhiều khó khăn do địa bàn cách trở, những năm gần đây, ấp Dòng Cát như là một mô hình khu dân cư kiểu mẫu, bởi hạ tầng giao thông hoàn thiện. Không chỉ vậy, vai trò nòng cốt của hội cựu chiến binh được phát huy, tạo sự nhất quán của nhân dân trong chung sức xây dựng khu dân cư khang trang, tiện ích và văn minh hơn bằng nhiều việc làm cụ thể. Nói chung là cái Dòng Cát này đó, thì hồi xưa, hồi thời chiến tranh đó, thì đường xá là không đi được, là phải đi bằng xuồng. Còn tháng hạn muốn đi bộ, đi nhà này qua nhà kia thì đi ngoài ruộng đi vô. Còn tất nhiên không có lộ, không có cầu gì hết. Coi như là đi là phải đi bằng xuồng. Rồi xong thì lục bình này kia nó không thôi. Chiến tranh thì rất là ác liệt. Cho nên tới tiếp thu rồi, thì nói chung là đảng mình là có cái chủ trương làm như thế nào phát động để làm sao mà làm cho được cái lộ. Thì đầu tiên thì mình làm cái lộ hai thước thôi, rồi bây giờ sau này mình mới mở ra thêm. Nói chung là cái cậu chiến binh nó cũng tập trung để phát động dân cùng với nhà nước làm đó, kiểm tra rồi phát quan này kia nọ để làm cho thành được cái lộ này hôm nay mà để bà con đi tới đi luôn, đi bằng xe. Thì bây giờ xe 2 bánh, 4 bánh chạy được hết trơn. Thì nói chung là bà con mình rất phấn khởi. Rồi bây giờ đó, cựu chiến binh cùng các đoàn thể phát động dọn dẹp rồi trồng hoa dài dài từ đây tới mỏ neo. Làm cho cái lỗ mình nó đẹp, nó ăn ở cho nó sang trang. Từng chậu hoa kiển, những khóm hoa ven đường đều được người dân chăm chuốt trồng tỉa để tạo thêm cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Cựu chiến binh là một trong những đoàn thể gương mẫu làm nòng cốt phong trào để phát động phong trào trong khu dân cư. Những con người một thời xông pha trong chiến trận, bám đất giữ làng, giờ các chú các anh vẫn tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương để xứng đáng với người ngã xuống. Trân trọng thành quả cách mạng của dân tộc mà những cựu chiến binh ở đây luôn thể hiện tinh thần gương mẫu để xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Này là trước đây đó, vì bà con mình rất là vất vả, từ đó đảng ta rồi mới là ra những cái chuyện là từng bước đưa lên. Như tôi nói sớm là trước hết là cái lộ đầu tiên là hai thước để giải quyết cho vấn đề mà đường bộ nó từ, cho nên mình vận động bà con nâng cấp thì bây giờ làm cho sạch và đẹp đó, mình nâng lên một bước nữa. Chi hội của ấp Dòng Cát với vai trò trách nhiệm lúc nào cũng là đầu tàu gương mẫu trên địa bàn ấp, với nhiều hoạt động cụ thể như là trong công tác vận động bà con làm cỏ, trồng hoa, rồi làm hàng rào, rồi thắp làm đèn chiếu sáng, với nhiều hoạt động mang lại ý nghĩa cũng như là mang lại cái đời sống cũng như là người dân luôn luôn là tấm gương để cho con cháu noi theo. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân vùng xa của địa danh Mỏ Neo Dòng Cát. Cơ sở hạ tầng đã và đang phục vụ dân sinh từng bước hoàn thiện, diện mạo nông thôn thật sự đổi mới. Trong đó, vai trò nòng cốt tiên phong của Hội Cựu Chiến binh thông qua phong trào thi đua Cựu Chiến binh Gương Mẫu mà người lính Cụ Hồ thực hiện là những hạt nhân tiêu biểu làm đổi thay diện mạo nông thôn Dòng Cát hôm nay.